Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc mà thôi, không có xíu cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Cô ơi, cô ơi, ở trong nhà mình cũng không có luôn. Quái lạ. Ủa, hôm nay Ruby nó đi đâu mất tiêu rồi anh em à? Cả làng ngày hôm nay đi kiếm nó vòng vòng không thấy luôn. Từ từ, nó đâu mất tiêu rồi. Cô ơi, go. Mọi người, có ai tìm thấy Gu chưa? Ủa? Ai tìm thấy Gu chưa? Không. Trời ơi, mình đi kiếm ngay cái hướng quán cà phê của Rô cũng không thấy luôn nè. Trời ơi. Ủa, còn hướng của Sim với Mui không có ai hả? Không thấy Gu hả? Không thấy gì trơn luôn á. Trời, đi vòng vòng quá trời luôn á, không thấy cái gì hết. Ruby đâu trời, em ơi, Ruby nhà đi. Oh em ơi. My god. Ủa? Trời ơi, bây giờ Phong á thì đi du lịch nè, là không cần quan tâm là Phong có bị đi lạc hay không nè. Còn Ruby là thánh đi lạc luôn anh em à. Mà bây giờ tự nhiên hồi sáng nha, mọi người định gọi là kêu Ruby vào làm việc quay video với mọi người. Xong rồi cái vô nhà Ruby, không thấy Ruby đâu mất tiêu anh em à. Vậy là bây giờ là nó đi lạc hay đi đâu, là đi tìm trong vòng làng nãy giờ là không thấy đâu luôn á. Ví dụ như mà nó có trong làng nó đi thấy chứ đúng không? Đúng rồi. Chỉ có một lý do thôi. Gì vậy? Chắc gì vậy? Chắn là Ruby đã trốn đi chơi giá trái. Cái gì? Trốn đi chơi. Tào lao. Mấy bữa nay nó sốt mà làm sao mà nó trốn đi chơi được. Em muốn tạo sự hài hước trong giây phút căng thẳng. Không biết là nó có hài không ta? Hài dữ chưa? Bây giờ mọi người đi kiếm tiếp đi. Ôi, chắc chắn ở trong làng chứ. Phải thấy người ở trong làng đó. Đi kiếm rồi. Đi kiếm rồi. Đúng rồi. Hôm nay chắc chắn là phải kiếm Ruby nha. Em đâu rồi? Đây đây. Chị Ruby đi vậy rồi. Em nhớ chị quá. Ruby em ở đâu? Chị Ruby đi vậy. Nha, ai xây mà trái phép vậy? Ủa, cái làng mình làm gì? Ủa anh em, cái làng mình hồi đó giờ có cái cửa này không? Anh em bình luận xác nhận giúp mình nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy đó giờ cái cửa này xuất hiện trong làng mình đó hả, thì các bạn hãy bấm cái nút like cộng theo comment số 1 nha các bạn ơi. Còn không á, thì các bạn hãy comment đi à, không có cái cửa đi nha anh em ơi. Cái cửa này đáng nghi lắm nè, nó không phải là cái cửa bình thường đâu nha. Lạ thiệt chứ. Mọi người, ở đây nó ghi làm khu vui chơi nè. Gì? Tao đến đọc coi. Ơi khoan, từ từ nha. Cái cửa này á, thật ra là không bao giờ trong làng mình đã xây một cái cửa giống như thế này á các bạn à. Nó rất là đáng nghi luôn. Nên là bây giờ mình phải gọi điện cho mấy chú cảnh sát để tìm hiểu coi á, là cái cửa này á, nó là cái gì. Sau đó mình sẽ tìm hiểu là nó đi vô đó có bị cái gì hay không. Rồi mình sẽ kêu mấy chú cảnh sát phá cái cửa này ra nha các bạn. Mình chắc chắn là mọi người cũng sẽ đồng ý với phương án này thôi. Tại vì không bao giờ mọi người đụng vào những thứ đáng nghi ở trong làng đó anh em. Mọi người ơi, tôi có... Hả? Ôi mọi người đó chơi này. Qua đây bay. Mọi người ơi. Ê đừng nói mọi người đi vô hết rồi nha. What the hell. Trời ơi, tính ra tôi vừa tự hào là mọi người không ấy luôn á mọi người. Trời. Ủa, ở trên chỉ có một cái rương anh em ơi. Từ từ. Chỗ này nó có đường lên nè. Từ từ đây mình lên trên đây mình coi. Ôi tự nhiên trên đây có cái rương đáng nghi quá ta. Hi. Ok. Gửi từ thần. Gửi từ thần. What? Tự nhiên Ruby mất tích. Sau đó có một cái cửa lạ ở trong làng của mình. Xong rồi đến bây giờ trên đây có một cuốn sách nó ghi là gửi từ thần đó anh em. Có quá nhiều sự kiện. Nó khiến cho mình từ đọc thử coi. Cánh cửa xuyên không đến thế giới đo. Ủa, đo nghe quen quá ta. Nếu bạn không thể vượt qua 100 cánh cửa đo, bạn sẽ vĩnh viễn không thể quay lại thế giới Minecraft Figure. Oh my god. Đo anh em ạ. Từ từ. Vậy là mọi người đang gặp nguy hiểm. Từ từ. Cánh cửa này là cánh cửa đã xuyên không đến đó anh em ơi. Ê, có lẽ nào, không lẽ Ruby cũng bị lại vô trong này anh em. Chết rồi, mình phải đi cứu mọi người. Mọi người ơi. Ủa đây chỗ nào vậy? Trời ơi, mọi người vội quá à. Tôi chưa kịp nói hết, mọi người đi vô rồi. Hồi nãy tôi có tìm được một lá thư. Nó ghi là mọi người, cái cổng đó là cái cổng dịch chuyển qua thế giới đo. Mà tụi mình đang ở trong cái đo đó.
hèn gì tôi thấy mọi thứ khác quá. Đây là tôi thấy Minecraft. Ủa sao có hai người giống nhau vậy? Ai đây? Cô Hoa Dung. Ủa em Hoa Dung. Chị là Cam Môi đây. Chị à. Ủa cái gì vậy? Cam Môi. À Cam Môi mặc quần ngắn anh em mà, còn Sammy sẽ mặc quần dài, mọi người nhớ mọi người. Trời đất ơi, còn cái con là gì đây? Cái con thầy nhân vật mặc định luôn anh em. Cái con nhân vật mặc định luôn quá chứ. Gì cái? Trời ơi, tại vì mới qua thế giới này, Oh my god. Ok, bây giờ mọi người ai cũng lần đầu đến thế giới này đúng không? Bình tĩnh, nghe tôi hết nè. Bây giờ cái nhiệm vụ của mọi người là chỉ cần nghe tôi con tim là được, ok? Mọi người nghe tôi nói cái gì, làm theo ngay lập tức. Ok. Hiểu không? Ok. Rồi ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi, đầu tiên chúng ta lấy chìa khóa anh em ạ. Thấy cả trưởng thiệt. Đây, qua đây. Được rồi, một người lấy được rồi. Đi nè, trời ơi, chui vô tủ làm gì vậy, bà Sam? Vô, trời ơi, sao chơi, người ta lần đầu chơi ba ơi. Đây, bây giờ bám sát mình. Bây giờ mọi người đi trước đi. Ok. Mọi người cứ đi trước đi, mình sẽ đi sau để mình con tim vào, Cái đẹp của cái xanh lẹ nhất đi trước. Ok. Let's go. Mui xung quá vậy Mui. Ê mọi người nhớ đi kiếm cô Bi nha mọi người. Nhớ đi kiếm cô Bi nha, cô chừng nó nằm mình nhậm trong cái phòng đó mọi người. Oh my god. Mui, bạn có trong tủ không luôn? Ồ, em mọi người ngoài trời đang mưa kìa. Ờ, bây giờ tôi sẽ đi kiếm tiền anh em, mà tôi sẽ lấy tiền để tôi hãy mua thánh giá cho bảo vệ mọi người anh em ơi. Ủa ai chui xuống cầm giường như vậy? Chú gì vậy? Mui dưới rồi, Mui ơi. Trời ơi, cả Mui ơi, bà đi đi Mui, bà đứng đây làm gì? Mui. Thôi bà qua đi trước đi. Đi trước, tôi đứng đằng sau tôi coi dấu hiệu để tôi còn con tim. Đi đi bà nội. Bà này ly quá. Đi bên phải. Mọi người đi xác sim. Mọi người cứ đi xác sim. Đây một cái. Ôi ơi là Mui, chị đừng có đứng đi chị tò mò giùm em cái, chị đi xác sim. Nhớ bảo vệ mọi người, nhớ bảo vệ cai. Bà Mui này là tôi, bà Mui này mà một xíu nữa mà bả đi là tôi cũng không lấy gì làm lạ đâu anh em à. Đi Mui. Ok bây giờ mọi người cố gắng nha, mọi người cố gắng bám xác sim nha. Sim cũng đã từng chơi game này rồi nên bây giờ sim sẽ đi trước. Còn mình đi sau để mình nè có cái dấu hiệu nha. Có cách nào chạy nhanh hơn không? Nó chỉ có nhiêu đây thôi chị, nó có nhiêu đây thôi. Được rồi. Mọi người đứng dưới đó. Con gì đang nhìn chị á? Nhìn vô mặt đó. Dăm ba mấy cái này mà chị cũng sợ, chị lớn rồi chị sợ. Ê, đừng nhìn vào mắt đó, đừng nhìn vào mắt đó. Ô, thank you. Em còn ít máu quá, phải dùng băng bó thôi. Ủa, cái gì? Máu. Sao còn mít ít máu? Em còn ít là còn 1/4 à. Em bị hù nãy giờ hả? Lấy nhìn con kia đúng không? Đúng rồi. Ok, cố gắng tìm bằng cá nhân, cố gắng tìm bằng cá nhân. Hậu quẹt thì cầm hậu quẹt lên xong rồi bật chuột phải thôi, bật chuột trái thôi, nhưng mà đừng bật. Hết ga, đừng bật nhiều hết ga. Phòng 22, phòng 23, phòng 24, phòng 25. Ủa? Trời ơi, ông sao yên tâm. Mày đang đi chơi. Trốn, 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 trố
kỹ hiệu lệnh đi, không nghe. Trời ơi. Chị trốn tù rồi, nhưng mà tù đấy có người trốn rồi, chị không trốn chỗ khác. Trốn chỗ khác nè, 2-3 tủ bên đây cũng có tủ nè. Tôi chưa đi theo tôi không chịu. Trời ơi, mùi quá. Tôi có 1/4 máu rồi mọi người ơi. Đây 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 đây. Tôi cả mùi đang tự nhiên giữa người. Chạy vào la tông mọi người ơi. Bây giờ là mới là lúc cần nghe hiệu lệnh kỹ nè. Bây anh bỏ chạy đem chạy liền rồi. Cô lên. Ui, sao càng ngày càng nhiều mắt vậy hả? Rồi, đứng yên. Một xíu nữa, anh đi tới cuối hành lang sẽ có một con nó trồi lên đứng ngay cái vị trí mọi người đang đứng. Nhưng mọi người là bình tĩnh. Sau khi cái hiệu ứng animation kết thúc, mọi người bấm giữ nút chạy cho mình. Sau đó tập trung nghe hiệu lệnh của mình. Mình kêu bên nào thì quẹo bên đó. Không được quẹo bờ nghe chưa. Chạy ủa nó biết chạy, nó chỉ biết tới thôi mà đúng không, nó chỉ chở thôi. Chị bấm nút tới, là từ cổng chạy, yên tâm đây. Nhớ nghe kỹ hiệu lệnh nha mọi người, kêu quẹo bên nào quẹo bên đó nha. Nó chạy rồi. Chạy đi mà. Ngồi qua tủ. Cửa này nó ghê quá ba. Có cái mọi cái dồi máu anh chứ em giờ em khóc hết trơn rồi. Mọi người biết sao tụi mình chết rồi mọi người. Em còn đỡ máu. Sao? Chủ. Tại sao không có skin? Một phần. Còn một phần ba. Ủa làm sao để có gì để mua máu không anh? Không có mua máu được, nhưng mà em cứ đi theo anh đi, anh sẽ anh sẽ cho em hồi máu. Chứ nữa có băng cá nhân anh nhường em, yên tâm. Có cách nào để hồi sinh được không ta? Có. Đô la. Dạ. Yeah. Anh biết sao lúc anh bảo rẻ đâu em không nghe chứ, em cứ đi thẳng. Em ok gì trời ơi, biết tại sao không? Hồi nãy là tôi đã kêu là tập trung. Xếp trốn rừng nè. Tập trung im lặng nghe tôi nói. Mà bà cá mui, bà ta biết ông cai cứ vì tiếng la, đây là em không nghe tiếng xuyệt đó mà em chết vì con đó. Chuẩn bị tới phòng 50 rồi. Ok. Ơi, xuyệt nữa kìa, xuyệt nữa kìa. Đâu, không phải chỗ em, nè, chỗ anh á. Mày nè. Chỗ anh. À, mỗi người riêng người. Đâu rồi ta? Đi qua sim nhìn cho nó cô te, đi qua rồi. Ồ, quá. Hết rồi. Ôi. Chết. Ôi. Để anh. Ồ, tôi nhìn thấy con quái vật. Ôi, còn nha sim, còn nha. Không muốn máu thôi. Đừng nhìn ra xem, đừng. Rồi, được rồi. Em còn đúng một chấm máu nữa. Em còn đúng một chấm máu thôi. Ôi mày, cố lên mày. Chỉ cơ gọi là một con nữa nó chạm nhẹ em. Ê, chết rồi thôi. Tủ. Chưa vô. À chưa rồi. Sao vậy? Từ. Thầy nếu vô xong có bị hù á. Vô. Con quái kìa. Rồi đi ra. Ui, nó đi qua nhanh dữ vậy. Không có bật lửa anh ơi. Gì đó? Phòng 50 rồi. Anh em nghe gì đó? Bây giờ vào phòng 50 này thì Sim chỉ cần ngồi xuống Sim đi nha, Sim đừng có đứng lên nha. Đứng lên nó sẽ nghe hả? Mình. Cái con quái này nó bị mù nhưng mà nó sẽ nghe. Vô nè. Nó thỉnh. Em còn chỉ máu thế ơi. Ô mà giờ yên tâm, con này không cấu máu mình đâu. Ủa, sao con ngồi này xuống. Đi sai lần hết vậy? Ngồi xuống. Rồi ok, đi theo anh. Ghê quá. Bây giờ em cứ đi theo anh là được. Này em mà chỉ cần đứng lên cái là em tới bị tới anh thịt lên Sim. Ủa sao em tăng máu rồi vậy? Dạ. Vô phòng này sẽ tăng máu chắc em lên level được tâm. Quả nó bị mù thì mình cứ đi lên quậy. À không, đừng nhìn ghê quá. Qua đây xin mời, đi hoan. Trời ơi, con này nó thiên biến dạng hóa gì ơi. Anh biết đường đi của nó, em cứ đi hoan. Đây, anh sẽ chơi cái trò này với em. Trời ơi,
người ta là người chơi có kinh nghiệm rồi, đúng không? Ngồi đây, ừ, ngồi yên đây. Ngồi yên đây giờ, nó không sẽ bắt đâu, nó không sẽ bắt đâu. Trời ơi, sao mình không tới mình rủ nó uống cà phê không? Bắt chuyện luôn. Tính ra lúc đầu em còn gì đâu, còn một nhóm máu, bây giờ em lên thêm được 3 nhóm máu rồi. Lên được 3 nhóm máu nữa xem. Yeah, từ 0.1 lên 0... Làm nha, em ngồi đó nó không bắt em đâu, em ngồi đó nó không bắt em đâu, yên tâm. Em biết nhưng mà anh đều cảm giác như mình ngồi một yên. Ủa, nhưng mà Siro đang làm gì vậy? Em đang thu thập mật mã để đi qua cánh cửa tiếp theo chị. Ôi khó à, đây là mình phải sử dụng logic, sử dụng sao vuông chí thông minh hình thôi. Ok được rồi, xem ơi, đi hết, follow me, đi sát anh. Không sao, ok. Đoạn này quan trọng, đi sát anh. Ok, em sẽ theo sau mông con ngỗng. Ok, đi sát anh nha, đi sát. Trời ơi, ngồi xem thôi, tôi thấy hồi hộp đó. Dữ lắm. Tăng máu đi là vương. Mình cực tăng máu. Rồi, em ngồi trong góc này, ngồi sát trong góc này với anh. Anh ơi, anh dự. Không sao. Gì vậy, sao nó đi ra? Ok, mật khẩu là 3, 5, 9, 7. Em cứ đi yên này, nó không. Đứng đi. Cái gì đây? Em đứng đây. Cái gì? À, 3, 5, 9, 4, 7. Ok. Mình đang tỉnh lần thôi. 3, 5, 9, 4, 7. Nhìn nó như cái xúc xích mọi người. 3, 5, 9, 4, 7. Ok. Đây, xếp ơi. Chạy luôn á. Let's go. Thì vào đi chứ còn gì nữa. Được rồi. Ok, xong rồi. Chị có bao nhiêu tiền vậy? Chị có bao nhiêu tiền vậy? Em được 120 đồng vàng với 60 đồng bạc. Cái gì đấy? À, đồng gì vậy? Hello fan, cái gì vậy? Hả em? Con hồi máu anh. Có lúc chạy nhanh, em mua tạm thuốc cho chạy nhanh đi. Hồi máu phải đi tìm, hồi máu phải đi tìm. Tạm, anh bắt em thuốc chạy nhanh nè anh. Đúng rồi, thuốc chạy nhanh hả? Thuốc chạy nhanh á. Ok. Ở đây khán giả rồi, một xíu nữa có con nào chạy là anh sẽ chơi cho em. Friend. Đi xác anh nha, đi xác anh nha. Ôi, chơi bậy. Tổ. Ủa nhưng mà sao bạn phải chờ? Phải đợi tiếng chứ trời. Mày nếu mà vô sớm bị dọa chứ. Vô sớm quá nó sẽ có một con quái trong tủ nó đẩy gì ra, chị hiểu không? Chị ngồi trong tủ lâu quá là không có được. À, tôi thôi. Hèn gì hồi nãy tôi trốn trong tủ mà tôi mất máu. Anh phải kiếm ít tiền để anh mua cái chìa khóa kia để hồi máu cho em mới được. Oh my god, không có tiền để mua cái đồ hồi máu cho Sim rồi. Sim bây giờ mỏng manh như gọi là một bé thỏ tí hơn. Không sao cả, Sim đừng mở tủ. Sim đừng mở tủ, để anh mở tủ kiếm ăn nhanh cho Sim. Ok. Sim mà ai chạm nhẹ cái Sim nằm luôn á. Người ta đâu, lát con kia nó xịp cho cái kiểu. Sim bây giờ chỉ cần quẹt nhẹ ăn gái thôi là Sim cũng đi rồi đó anh em ạ. Oh my god. Ok, phòng tối nè, chuẩn bị qua phòng tối nè. Phòng tối. Đừng xịt sụt đường, please. Ok. I see it. Okay. Mình ghét phòng tối lắm luôn, không phải là mình sợ bóng tối, bóng đèn mình không thấy cái gì hết trơn á. Sim tập trung nghe cái tiếng con kia nha. Dạ. Bây giờ chỉ cần tùng, bây giờ tùng. Ê, nó đập mày nè con. Ghê ấy, nó sợ một cái này. Ngầu quá Sim ơi. Dạ, con sẽ đem vinh quả. Ê, rồi, nữa. Anh ơi. Tìm. Nó double kill em, ok được rồi. Ok. Nó double kill. Đi hoàn, ngồi đây. Ok. Lên thôi. Oh my god, đáng sợ vậy trưởng. Ba mạng đi rồi, giờ chỉ còn một mạng đi với mình nữa em à. Không, em nghe tiếng ai đâu vẫn còn mà, nhưng mà là ma. Yên tâm xem ơi, để anh mở tủ, anh kiếm chìa khóa cho em đừng mở tủ nha. Em mở tủ giờ con nhỏ nó nhảy lên mình chết á. Em không nghĩ vậy. Sao cái gì mà tôi dễ chết. Ê, vô tủ đứng. Vô. Ôi, tô lên. Ồ. Rồi ra đi. Mình thật sự mình không thích con này, bởi vì nó đi qua cái nó biến mất sạch cái đèn luôn trời. Trời ơi, một xíu em phải gặp âm bớt em mới cảm thấy đáng sợ. Trời anh ơi, bây giờ con gặp con nào cũng sợ hết trơn vì em còn vũng máu à. Ok. Hồi nãy anh mua chìa khóa là Sim được sống rồi, nãy anh mua chìa khóa là Sim được hồi máu rồi. Ôi, xích. Vứt. Xích. Là cái gì? Xấu là cái con gì chạy nãy, cái con chạy hồi nãy. Oh my god, cái mày này. Em chạy không? Oh my god. Từ, nghe kỹ hiệu lệnh của anh, ok. Bây giờ sẽ cố gắng nói thật to để xin nghe kỹ hiệu lệnh của anh nè. Nghe kỹ nha, tập trung nghe nha. Trật tự nha. Bấm chạy nha. Chạy. Đi thẳng. Đi thẳng tiếp. Đi thẳng tiếp.
Đi thẳng. Rồi nhảy lại đây. Oh my god. Em đứng ngược ngược thế này, đứng ngược lại luôn. Mày nó cũng khó thiệt, mày nó khó lắm á. Oh my god, giờ còn có mình tôi đây, tôi là hy vọng của mọi người. Yeah. Cố lên nè. Anh cố đang cứu Ruby, Ruby đang đợi anh á, cố lên. Ôi, mình đến được 78 cửa. Oh my god, mọi người đến được cửa 78 rồi nhưng mà lại đi hết rồi. Giờ còn mình tôi thôi. Không, Ro giống như là gì ta, nhân vật chính trong mấy cái bộ phim á ba. Kiểu nhóm bạn đi chung á đó mà vượt qua thử thách á là mấy nhóm bạn á là ngẫm hết rồi. Giờ còn men chính rồi, còn nhân vật chính rồi nè. No, cay đừng nói như vậy, buồn lắm cay ơi. Còn có mình anh nè, buồn quá. Không sao, tụi này chấp nhận hy sinh để cho Ro đi tiếp. Ủa chứ phải chị chết là do chị nói nghe cao chảo ha. Nói nghe cao chảo ha. Ôi, từ Cái này tao đứng tìm. Oh my god, mọi người thấy gì không? Không, anh sụt, sao em biết là gì rồi? Mọi người sụt. Không thấy nha, sao không thấy gì chưa vậy? Tôi đang gặp Hon, tôi đang gặp Hon. Anh đi lui đi, anh đi lui đi tới vậy? Anh đang gặp Hon, anh đang gặp Hon, từ con Hon, con mày dí anh, Oh my god, sắp tới cửa rồi. Đây có hay là kiếm chính của Zero chẳng hạn. Lời lẽ thôi, mọi người Hon là gì vậy? Được rồi. Hon là gì vậy? Nó là con Hon. Cái con đó là chị phải đi tiến đi lui để chị chống lại nó. Nếu không là nó sẽ hù chị và chị bị mất nữa cây máu hoặc là hơn á. Đi tiến đi lui là gì? Còn cửa sao em vào ta? Em vào tủ sớm hả? Mày á. Oh my god, tôi xém bị con hai hù anh em mà. Nhưng mà tôi may mà tôi chạy ra kịp với tôi vô tủ lại á. Oh my god, ok phòng 88 rồi. Đó là mọi người 12 phòng thôi, 12 phòng thôi chứ bây giờ đây rồi. Rồi giới thiệu là Ruby này cũng đã từng phá đạo đo. Nhưng mà gần tới phòng 100 rồi mà chưa thấy Ruby nè. Vấn đề Ruby mình rất đắt nè em. Đúng rồi. Nữa hả? Lại rớt nữa nè. Mình thấy mà con mình thấy áp lực nhất là con nhiều mắt đó mọi người. Nó cứ đuổi mình đó mọi người. Rồi bây giờ tới này áp lực nữa nè. Chơi game này nó cứ gung gung nào á. Nó cứ áp lực tâm lý. Tôi bắt đầu sợ hãi á. Oh my god, cố lên mọi người ơi. Còn vài phòng thôi, chúng ta đi được rồi. Anh lên cố lên. Đúng hơn là anh lên cố lên. Đúng rồi, mọi người chỉ đang ngủ nguyên nhân. Yên tâm mọi người, một xíu nữa tôi sắp chết, tôi sẽ dùng sức mạnh tình bạn. Mọi người có đồng ý cho tôi mượn sức mạnh hay không? Yeah. Đồng. À có. Gì vậy? Con glitch khốn nạn. Này cái gì? Ủa sao con tiếng gõ cửa luôn vậy? Con quái nào vậy? Con quái này nó lạ đó. Không biết quái này quái này tên là Phong Cận nè. Trời ơi, trong cái đầu mới thêm. Phòng 96 rồi. Cố lên. Rồi sức mạnh tình bạn sẽ phù hộ cho anh. Mà sắp tới nữa. He's coming. Gì đó, ghê quá. Oh my god. Ghê quá. Thật sự là cái khoảng càng về sau mà công nhận không là mấy cái quái xuất hiện siêu nhanh luôn á. Vô ra luôn á. Phòng 100. Oh my god, phòng 100. Sắp rồi. Let's go. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình đã tới phòng được một phòng 100 rồi. Nhưng mà hiện tại là mình vẫn chưa thấy Ruby ở đâu hết. Damn bro. Ruby em đi đâu mà để cho mọi người hy sinh hết trơn nè Ru ơi. Bạn thấy bạn báo Google. Ok, mình sẽ mở cái cửa này ra. Con quái xuống rồi. Ở đâu? Oh my god. Trời ơi. Em phải đứng dưới đúng không? Cái này là em phải đứng dưới đúng không? Đứng yên mà đợi. Đứng yên cho đây. Không, tại vì tưởng con đấy bị điếc mà. Trời ơi, gì Rolex kìa, lắc cái mù má ơi. Trời ơi, cái này tôi đi chắc tôi chịu luôn á trời. Chị nói thật là chị có bắt cóc Ruby vậy. Từ chị thấy phe yêu quái quá. Khuya người ta toàn đứng lên. Tại vì con đấy bị mù mà, nó đâu có nghe tiếng mình đâu. Mà mù nó đâu có liệt đâu chị. Trong khi Shiro đang rất là căng thẳng và tụi mình kiểu cãi nhau về việc làm sao để nghe quái. Tôi xin cam đoan chắc chắn rằng bà Camui là phê quái nha các bạn. Hỏi mấy câu rất là nghe rất thích luôn. Con nghe quái đang rượt. Ê, mình đứng yên hả?
Mà cá môi là chơi chơi game thì dại, nhưng mà chơi dại thì hay nha. Oh my god. Ê, bước chân nó càng nghe càng gần nha, nghe sợ quá à. Nó đang đứng kế bên nghe. Mà nó đang đứng kế bên luôn á. Ôi. Ôi, thả Ruby ra đi, chơi kỳ vậy. Anh bạn à, anh bạn có muốn đi chơi không? Nhan sắc của Ruby hay làm lay động cả quái vật, khiến cho quái vật là bắt cóc Ruby luôn, quái trưởng thiệt. Ok, còn một cục nữa thôi, tôi nghĩ phải lên chơi nè. Trời, nó kè rồi mọi người, coi thật chứ. Ok. Từ từ, mình sẽ xuống dưới đây, mình cất cái thánh giá anh em à. Ok, cất thánh giá. Wow. Ok, để chờ lại, anh nghĩ là lần này không kiếm được Ruby rồi. Anh phải cất thánh giá lại để lần sau anh vô đây anh còn kiếm lại nữa. Ủa mà, Ruby. Đây rồi, được rồi. 100 cửa hả? Easy. Anh sẽ giúp mọi người lắp đặt câu chơi. Còn quái múa nè, mọi người nhìn quái múa nè. Nhảy đi. Tăng. Trời ơi. Ủa sao nó nhảy mà nó đi quá nữa. Rồi từ từ, bây giờ mình phải bấm mật mã đó anh em à. 7 1 9 à, chính có 4 5 Ok 6 Ok. Mật khẩu đầu tiên đã xong. À, mật khẩu thứ hai. 1 3 6 9 7 8 4 5 2 10 Ok, mật khẩu thứ hai đã xong. Mật khẩu cuối cùng. Sao biết vậy? Mật khẩu cuối cùng. Em đang ở trong đây bấm mật khẩu nè. 9, 3, 2, 8, 7, 10. Phải số 10 không ta? Tôi đoán đại, không biết phải số 10 không ta? Ui, không phải số 10. 6, ở số 6 anh em ạ. Được rồi, chuẩn bị chạy. Run. Run vô lăng đi. Run. Cố lên, sắp được rồi. Yes. Cố đi. Oh my god. Con gì? Yes! Thằng kia gì? Ủa sao bảo nay nó nhảy rồi bạn á? Yes! Chúng ta đã ra thoát khỏi được chỗ này rồi em ơi! Về lại thôi! Let's go! Sao nhìn vô kiểu... Ra thôi! What the hell? Mình quay dài ơi. Tụi mình quay dài được rồi các bạn ơi. Ôi mày mà. Trời ơi trời kìa. Ủa sao ai cũng dưới đất mà mình trên cây vậy? Ủa kỳ vậy? Tại em sống nói đó em. Ôi mọi người ơi. Nhưng mà mình vẫn chưa kiếm được Ruby. Ghê quá. Bây giờ bắt em trở lại em dám về đâu nha. Sợ lắm, không dám vô luôn á. Thôi giờ còn cách nào khác đâu. Bây giờ chị cho mọi người như thế này. Bây giờ mọi người về đi để cho Siro vào đến một mình lại đi. Chứ còn chị không dám vào nữa. Chị dạy. Mọi người ơi, bọn mình á đã đi qua được 100 cửa đo rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy Ruby anh em ạ. Các bạn có biết Ruby ở đâu không thì comment phía dưới cho bọn mình biết nha. Và nếu như á các bạn hả muốn mình đi kiếm Ruby, giải thoát Ruby khỏi 100 cánh cửa đo này á, các bạn đừng quên subscribe cho video của mình nha. Còn bây giờ thì có lẽ video này đã xong rồi anh em ơi. Mọi người ơi, mình nghĩ như là hôm nay mình tìm đến nay thôi. Mọi người nhẹ nhàng nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ đi tìm tiếp các bạn ơi. Xóm rồi, về nhà ngủ ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.